Nhà Tốt xin gửi tới quý vị đang theo dõi kênh một căn nhà 44 m² thiết kế và xây dựng độc lập ở trong gần với lại trục đường Quang Trung Hà Đông. Từ vị trí căn nhà này cách với trục đường Quang Trung Hà Đông chỉ 50 m thôi nha quý vị. 50 m, mọi người không nghe nhầm đâu. 44 m² thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn. Với ngõ trước nhà ở đây, ngõ ở trước nhà thì được 2,5 m, còn ngõ ở bên ngoài cách với lại trục đường mà ô tô đi lại được thì chỉ được 2 m thôi nha mọi người. Và với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết theo đúng như hiện trạng, có thể dọn đồ về và ở ngay. Vị trí đi lại giao thông cực kỳ thuận tiện. Từ vị trí cái căn nhà này, ở đây quý vị có thể nhìn thực tế ở đây là chung cư FLC ngay ở chỗ Văn Phú đây mọi người có thể nhìn thấy ở cái trục đường Quang Trung ấy. Và đây mọi người ạ. Từ vị trí căn nhà này ra tới trục đường Quang Trung ở kia, tay Ngọc Ánh đang chỉ 50 m thôi. Và mời mọi người theo em cụ thể vào khám phá ngôi nhà 44 m này. Hướng nhà là hướng Tây Nam, thiết kế như thế nào nhá. Với căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong, phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện về và bên trong là cửa gỗ kính nha quý vị. Đây. Mặt tiền của ngôi nhà 3,4 m. Mời người theo em vào khám phá phía bên trong của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thoáng trước thoáng sau, ở phía phần trong cũng mở được cửa mọi người ạ. Và đây là cái phần phòng khách nơi Ngọc Ánh đang đứng. Cái phần cơ bản về ngôi nhà này hoàn thiện đã xong hết. Quý vị chỉ có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Giá chào bán hiện tại 4,650 tỷ đồng một căn nhà này. Và với căn nhà này quý vị có thể vay tối đa được 70% giá trị của cái căn nhà này. Ngân hàng hỗ trợ vay cho mình vay 35 năm tối đa và 3 năm tối thiểu mọi người nhé. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Phần sơn hoàn thiện chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền ở kích thước 360x60, vân đá màu trắng, tạo cho một cái không gian phòng vào trong ngôi nhà nó rất là thoáng mọi người ạ. Và cái phần phòng khách này thì rất là rộng. Đây. Quý vị có thể nhìn thực tế không gian phòng khách nhìn ra cực kỳ rộng. Bởi vì cái căn nhà này diện tích của nó là 44 m², cho nên thiết kế của ngôi nhà tiếp theo như sau. Trong đây là cái không gian phòng bếp mọi người nhé. Thì với cái không gian phòng bếp ở đây là đã được hoàn thiện xong hết. Một cái tủ bếp rất là dài, một cái không gian phòng bếp ở đây, phòng ăn đây. Và Ngọc Ánh đã vừa chia sẻ với mọi người căn nhà này thoáng trước thoáng sau. Ở đằng sau nó có một cái cửa ngách mở ra được, hút gió cực kỳ luôn. Hướng đằng sau là hướng đông cho nên là gió vào cũng rất là mát. Và cái tủ bếp này thì vừa mới hoàn thiện xong hết mọi người ạ. Đó. Đây. Hoàn thiện xong xuôi hết rồi. Phụ kiện bếp đi kèm, chất liệu inox 304, hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ. Mặt bếp ốp đá granite và cái xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Đây là cái không gian phòng bếp khá là rộng. Chủ nhà tặng cho mình một bộ bàn ăn 6 ghế. Rất là hợp lý, đứng từ trong cái phòng bếp nhìn ra phòng khách vô cùng rộng nhé mọi người ơi. Và với cái tầng tiếp theo, tầng 1 của ngôi nhà, ngoài ra còn một phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng. Toàn bộ hệ thống tay vịn, cổ trụ, cầu thang đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn, là thiết kế bằng gỗ tự nhiên. Đây. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Và với cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì ở đây chủ đầu tư có thiết kế cho mình một cái vách lam gỗ ở đây, khá là hợp lý, hài hòa mọi người ạ. Căn nhà này thiết kế chỉn chu, hoàn thiện, cơ bản là cũng toàn những cái đồ nhìn nó cũng rất là chất lượng. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Trên phía tầng 2 thiết kế cầu thang ở giữa, 2 phòng ngủ ở trước sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Với cái không gian phòng ngủ ở phía bên trong này thì được thiết kế sàn gỗ mọi người nha, hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng mở ra phía sau. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đây, hệ thống trần thạch cao và cái màu sơn chủ đạo như Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người ở phía dưới tầng 1. Toàn bộ cái ngôi nhà này 4 tầng đều thiết kế là sơn màu trắng. Hành lang đi vào giữa các phòng cũng khá là rộng, nó khoảng tầm được 1,1 m. Và đây là cái căn phòng ngủ phía bên ngoài, hướng ra phía mặt ngõ. Đây mọi người ạ, rất là thoáng. Căn phòng ngủ này thì nó rộng hơn căn ở phía bên trong. Cái phòng ngủ này thì nó khoảng tầm được 15-16 m², cũng được thiết kế sàn gỗ này, cửa sổ này, rèm cửa này, hệ thống trần thạch cao này, ống chờ dây chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Từ vị trí căn nhà này cách mặt đường Quang Trung 50 m, gần với lại điểm dừng xe buýt, gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Từ vị trí căn nhà này gần với trung tâm hành chính quận, đi lên cầu Trắng, cầu Đen, Hà Đông, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 2 km thôi. Rất là phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông, hoặc quý vị nào đang muốn đi làm ở cái khu vực theo cái trục đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Rất là ok mọi người ạ. Bởi vì cái cung đường của nó là một cung đường trục thẳng và quý vị có thể đi bằng cái tuyến đường sắt trên cao, rất là hợp lý. Với cái cửa thông phòng của cái toàn bộ các phòng ngủ ở cái căn nhà này thì thiết kế là gỗ lim. Và đây là cái phần phòng vệ sinh ở giữa phía hai phòng ngủ mọi người ạ. Đây đáp ứng cho quý vị đầy đủ đây. Bồn cầu này, lavabo này, bình nóng lạnh này, cũng như là ở đây là hệ thống sen cây. Đấy. Hệ thống nước điện đầy đủ hết rồi mọi người nha. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm, hệ Việt Pháp, rất là chắc chắn. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3, đây là tầng 3 của ngôi nhà với căn nhà 44 m² thì thiết kế 4 phòng ngủ mọi người ạ. Tầng 2, tầng 3 mỗi một tầng thiết kế gồm 2 phòng ngủ thoáng trước sau. Phòng nào cũng có rèm đây, rèm phần cửa sổ mọi người ạ. Cửa sổ thì thiết kế 2 lớp rất là an toàn, đảm bảo an ninh cũng như cái thẩm mỹ cho cái căn phòng này. Ống chờ dây chờ, áp chờ điều hòa. Ở phía dưới chân Ngọc Ánh thì thiết kế là sàn gỗ công nghiệp. Đó. Nói chung là nói review đường, hướng, vị trí, giá rất là chuẩn chỉnh, giá bán từ chủ đầu tư đưa ra có thương lượng. Cho nên mọi người cứ yên tâm là riêng kênh Nhà Tốt thì là lúc nào cũng chào giá đúng giá của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Đây là phòng vệ sinh ở tầng 3. Đáp ứng công năng sử dụng ở tầng 3 mọi người nha. Bồn cầu liền khối. Đây, hệ thống sen cây, tắm nóng lạnh, lavabo. Ở đây có một cái tủ ở dưới đấy mọi người ạ. Tủ để đồ ở dưới nữa. Rất là hợp lý. Và đây là cái phòng ngủ giống y hệt ở tầng 2 thôi. Thì như vậy, với cái căn nhà này là có 4 phòng ngủ riêng. Phòng nào cũng cửa sổ ngập tràn, thông thoáng. Đấy, ở phía đằng sau này là có một cái cửa ở dưới tầng 1 mở ra đấy mọi người ạ, cực kỳ thoáng luôn. 4 phòng ngủ 44 m², rất là rộng, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Và sau đây mời theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà, Ngọc Anh vừa bước chân lên trên phía tầng 4, ở đây có một cái ô giếng trời. Đây lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế tiếp theo như sau. Wow, một phòng riêng cực kỳ là rộng mọi người ạ. Bởi vì trên tầng 4 không thiết kế phòng vệ sinh cho nên đây mọi người có thể nhìn thực tế phòng tầng 4 này rộng lắm luôn ấy. Với cái phòng này thì quý vị có thể ngăn cách thêm làm một ô phòng thờ nho nhỏ. Thì ở đây quý vị vẫn có thể tận dụng được thêm một căn phòng riêng để sử dụng. Nói chung cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Như vậy Ngọc Anh đã review lên trên tới tầng 4 là có 5 phòng riêng rồi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đây chính là cái chung cư FLC ở mặt đường Quang Trung. Và đây là cái phần để máy giặt, đầu chờ thoát nước, sàn thoát nước. Với căn nhà 44 m², giá chào bán 4.650.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Mọi người đang tìm hiểu và muốn mua nhà ở khu vực Hà Đông thì đừng bỏ lỡ kênh Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.